Chào các bạn, mình là Minh, hiện tại là công tác tại Trung tâm Điều hành Thông tin VNPT Thanh Hóa. Thì tiếp tục chuỗi video liên quan đến các thiết bị cũng như là dịch vụ của VNPT. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng tốc độ cũng như là tăng cái tầm phủ sóng của thiết bị của nhà mạng VNPT. Thì hiện tại là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trực tiếp trên các dòng thiết bị IXH. Thì mình đã làm các video hướng dẫn mọi người phân biệt các dòng thiết bị của VNPT cung cấp rồi. Thì dòng mình sẽ nói sơ lại dòng IXH để đến cái dòng màu đen này. Có cả thiết bị màu trắng nhé, nhưng mà đa phần bây giờ thiết bị mới là màu đen cả. Mọi người để ý là IXGW 020H hoặc 040H hoặc là 210H. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng tốc độ cũng như là nâng cái tầm phủ sóng của thiết bị dòng IXH lên. Thì trước tiên chúng ta cũng phải lấy được cái địa chỉ IP, cái default gateway của nó đã. Thì trên máy tính chúng ta vào CMD có IP config thì chúng ta vào lấy được địa chỉ default gateway là 192.168.1.1, và trên điện thoại thì chúng ta có vào phần cài đặt wifi của mình ấy. Thì nhấn vào cái wifi đang kết nối rồi nhấn vào cái dấu chấm than thì chúng ta có thể lấy được cái địa chỉ default gateway. Đây chúng ta sẽ kết nối vào user và path để log vào thiết bị, thì các bạn có thể liên hệ với kỹ thuật của địa bàn của mình hoặc là kỹ thuật mà sau khi họ cài đặt mạng nhà mình, các bạn có thể chủ động là hỏi kỹ thuật để lấy được cái tài khoản log vào thiết bị đầu cuối của mình. Là thành công vào thiết bị IXH. Thì chúng ta muốn cài đặt nâng cao cái tốc độ cũng như cái tầm phủ sóng của wifi thì chúng ta phải vào phần cài đặt wifi rồi. Thì chúng ta vào phần interface snap và phần wireless 2.4 GHz này. Đây các bạn sẽ lăn chuột xuống để ý cho tôi hai phần, một là TX Power, hai là channel bandwidth. Đây là gì? TX Power có nghĩa là công suất phát wifi, thì các bạn để mắc cho tôi bình thường cái này sẽ để là 17.5, 18.5 hoặc 19.5, thì các bạn để lên 20.5 cho tôi. Mục đích làm gì? Để là nâng cái công suất phát wifi ra, nó sẽ mở rộng cái tầm phủ sóng wifi của các bạn, nó sẽ phát wifi nó sẽ được ổn định tốt hơn. Đấy, đó là cái việc cài đặt đầu tiên. Cái thứ hai các bạn để ý đến cái phần bandwidth này, thì bandwidth nó sẽ có hai loại băng tần, hai loại kênh này, một là 20, hai là 40. Thì hai cái này khác nhau như thế nào? Thì các bạn tôi có thể mô tả một cách dễ dàng thôi. Thì chẳng hạn như là cái 20 MHz này chẳng hạn, thì nó có hai làn đường này chẳng hạn, 40 thì nó có bốn làn. Như thế nào thì cái làn càng nhiều thì cái lưu lượng càng cao, thì cái lưu lượng đi qua đó càng cao, trao đổi giữa các thiết bị càng cao thì cái tốc độ nó sẽ càng tốt hơn. Nhưng cái nhược điểm của hai cái bandwidth này nó như thế nào, thì đối với các cái thiết bị đời cũ của các bạn á, thì chỉ sử dụng được cái bandwidth là 20 MHz, còn các cái thiết bị đời mới hỗ trợ được 40 MHz. Và đặc biệt để có thể check được cái việc đó thì ví dụ nhá, thì đối với các cái chuẩn từ đời đầu là ví dụ chuẩn Wi-Fi là 802.11 ABG là cái chuẩn đời đầu, các thiết bị tôi nhớ là từ khoảng tầm 2010 đến 2015 độ về trước, ví dụ chẳng hạn iPhone 5 chẳng hạn đó. Những cái con thiết bị đó là các bạn để 20 MHz thì ok, nhưng khi bạn để lên 40 MHz này là nó dành cho những cái con có chuẩn wifi mà chuẩn gọi là chuẩn từ chuẩn N, chuẩn mới nhất là chuẩn AC thì mới bắt được đó. Nên bạn lưu ý nhé, đặc biệt là các thiết bị wifi ở nhà mình đấy, thì bạn để ý một là các thiết bị wifi đời mới này, hai là các thiết bị điện thoại của các bạn, TV cũng là thiết bị đời mới cả, thì các bạn phải mạnh dạn để sang bandwidth là 40 MHz để cái tốc độ của bạn được đảm bảo hơn. Thì cũng đã rất nhiều các bài test của nó rồi, thì ở một cái chuẩn nhất định, thì ví dụ chẳng hạn như là khi bạn để ở 20 thì chẳng hạn thì đo tốc độ được ví dụ chẳng hạn là khoảng tầm 50 thôi, nhưng mà khi để lên 40 cái là đo tốc độ lên được 7-80 m đi chẳng hạn, mà cũng cùng một tần số là 2,4 GHz. Tôi chưa nói là đến 5 GHz, 5 GHz thì nó một cái khác không đó. Hay là bandwidth các bạn chuyển lên 40 MHz thì cái tốc độ của bạn sẽ được nâng lên rất là cao đó. Đây là hai thủ thuật nâng cao được cái tầm phủ sóng cũng như là tốc độ mạng của thiết bị MT. Đây là cài đặt trên 2.4 và tương tự cài đặt ở trên wifi 5 GHz của chúng ta cũng tương như vậy, không xuất phát để mắc đúng không? Hai là bandwidth, bandwidth thì
nói thực tế là thiết bị 5GHz này phải những thiết bị đời mới có chuẩn N và chuẩn AC mới bắt được con GHz nên mặc định của nó là 40 rồi. Chúng ta có thể để luôn là 40, được công nhận nhất thiết phải để 20. Đấy. Đó, đây là hai cách chúng ta có thể nâng cao được cái tầm phủ sóng, như là nâng cao được cái tốc độ cho thiết bị đầu cuối của VNPT, thiết bị IGS-H đấy. Còn thiết bị IGS thường cũng như vậy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người trong video tiếp theo. Thì tôi thực tế là tôi đang phải để 20 MHz vì cái thiết bị camera nhà tôi cũng là từ lâu rồi, nên tôi bắt buộc tôi phải để MHz như thế này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.